Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với một video mới trên Abyshop. Và như các bạn cũng thấy thì mình đang chơi game. Thật ra thì trong khoảng những năm là gần trở lại đây, như là 2018, 2019, 2020, thì một cái thuật ngữ đã khá là quen thuộc đối với chúng ta, đó chính là thuật ngữ xem game. Mà không biết là các bạn có biết thuật ngữ này hay không. Tuy nhiên thì thuật ngữ này nó sẽ chỉ định những người mà chúng ta lên YouTube, lên Facebook hay lên Twitch đồ này nọ, xem các streamer cho họ stream những cái tựa game mà họ đang chơi. Và thực sự thì trong năm 2020 này, việc stream game đã trở thành một nghề nghiệp mà được rất nhiều những cái bạn trẻ hướng tới. Và có rất nhiều người đã kiếm rất nhiều tiền từ những cái hoạt động streamer này, cũng như là những hoạt động streaming khác. Và trong video ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một vài những cái thiết bị đang có mặt tại Abyshop. Những thiết bị này là những thiết bị sẽ giúp cho các bạn trong quá trình mà các bạn muốn trở thành một streamer. Và đặc biệt là ai biết được, trong số những bạn đang xem video này sẽ có những tài năng trẻ trong thời gian sắp tới sẽ trở thành những streamer nổi tiếng thì sao, đúng không? Ok, và mình sẽ không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nhé. Rồi, đầu tiên thì nhắc đến stream thì những cái thiết bị đến từ stream nhiều nhất mà mình có thể nói đến trong thời điểm hiện tại đó chính là đến từ nhà Elgato. Và như các bạn cũng biết là Elgato là một hãng sản xuất mới nổi gần đây thôi, và họ đang đánh mạnh vào cái thị trường những thiết bị liên quan đến việc stream, như là card stream nè, như là những cái thiết bị Stream Deck này chẳng hạn. Thì đây là một trong những hãng mà mình có thể nói rằng chất lượng sản phẩm của họ vô cùng tốt. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài những cái sản phẩm đến từ nhà Elgato nhé. Đầu tiên thì nhắc đến stream thì chúng ta sẽ không thể nào mà không nhắc đến những cái Streambox, hay thường được gọi là những cái thiết bị để giúp cho các bạn có thể streaming một cách dễ dàng hơn. Khi mà nói đến những cái streaming box đến từ nhà Elgato thì chắc chắn các bạn sẽ phải nhắc đến những cái tên như là Elgato HD60S này họ chẳng hạn. Thì những cái thiết bị này là những cái thiết bị sẽ giúp cho các bạn có thể stream ở trên những chiếc laptop, những cái máy tính với một cái cấu hình không cao, và các bạn sẽ có thể là chơi những cái tựa game mà nặng hơn một tí mà các bạn vẫn có thể là đảm bảo được cái chất lượng truyền tải dữ liệu cũng như chất lượng hình ảnh cho mang lại trong cái quá trình các bạn stream. Với những ai mà chúng ta có những cái chiếc laptop như mình đang có chẳng hạn, hay là có những cái chiếc máy tính không quá mạnh, thì đây sẽ là một điểm rất tốt, bởi vì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn từ Full HD 60fps cho đến là 4K 30fps. Bên cạnh những chiếc mà HD Box này thì chúng ta sẽ có thêm những chiếc card stream giúp cho các bạn có thể kết nối thông qua cái cổng PCIe. Thì cái cổng này là cái cổng mà nơi các bạn thường cắm những chiếc card đồ họa vào. Thì đối với những cái stream card như thế này thì nó cũng tương tự với là StreamPort mà thôi, chỉ là cái giao thức nó kết nối nó khác một tí, và nó sẽ giúp cho các bạn có thể rằng các bạn không cần phải có quá nhiều dây nhợ như là streaming box. Tuy nhiên thì với những chiếc card stream như thế này thì các bạn sẽ không thể nào mà gắn vào những chiếc laptop, vì vậy mà các bạn sẽ phải lựa chọn những chiếc box thay vào nếu mà các bạn sử dụng laptop như mình. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có những cái thiết bị Stream Deck. Ở đây thì mình sẽ có là Stream Deck Mini nè, Stream Deck thông thường và Stream Deck XL. Thì nó gần như là nó khá là giống nhau. Tuy nhiên thì cái điểm khác biệt ở đây chúng ta có ở những cái sản phẩm này, đó chính là những cái màn hình, số lượng màn hình chúng ta sẽ có khoảng từ 6 nè. Sau đó thì các bạn sẽ có khoảng là 15 nè cho đến là 32 cho phiên bản XL của Stream Deck. Thì những thứ này nó giúp ích được gì cho các bạn? Đó chính là nó sẽ giúp cho các bạn có thể là điều khiển những cái chương trình mà trong quá trình chúng ta đang stream, các bạn có thể gắn vào cái phần Stream Deck này để mà các bạn có thể dễ dàng chúng ta tắt mở nó, hoặc là chuyển qua chuyển lại để các bạn có thể dễ dàng trong việc mà chúng ta stream. Các bạn có thể dễ dàng chuyển qua những cái ứng dụng như là Twitch, như là YouTube hay là Facebook để các bạn có thể kiểm tra như là comment này nọ chẳng hạn. Hay là các bạn có thể tắt mic, các bạn có thể làm rất là nhiều thứ, các bạn có thể dừng hoặc là tiếp tục live stream chẳng hạn. Và những cái chiếc Stream Deck này sẽ giúp cho các bạn có thể là các bạn rút ngắn được cái thời gian mà chúng ta thao tác trong quá trình mà chúng ta streaming. Tiếp đến thì đã nhắc đến stream thì chắc chắn các bạn sẽ nhớ đến những chiếc camera. Thường thì chúng ta sẽ sử dụng webcam phải không? Ví dụ như các bạn sử dụng chiếc laptop của chúng ta ở đây thì các bạn sẽ sử dụng cho mình cả chiếc webcam có gắn sẵn ở trên những chiếc laptop.
Tuy nhiên thì các bạn cũng biết đó, độ phân giải cũng như là màu sắc này nọ ở trên những chiếc webcam gắn sẵn ở trên laptop sẽ không tốt. Hoặc là nếu các bạn sử dụng một chiếc PC thì các bạn sẽ không có webcam gắn sẵn. Và như vậy thì các bạn sẽ phải tìm đến những chiếc webcam để chúng ta có thể là tăng chất lượng hình ảnh lên, cũng như là có một chiếc camera để mà các bạn có thể tự quay bản thân trong quá trình mà chúng ta stream. Và một trong những cái thiết bị mà mình nghĩ rằng sẽ rất là phù hợp để các bạn có thể sử dụng đó chính là chiếc webcam đến từ nhà Logitech, webcam Logitech C922. Thật ra thì C922 là một chiếc webcam mình nghĩ rằng nó thuộc cái phân khúc là giá rẻ. Tuy nhiên thì với một chiếc webcam như vậy thì các bạn, khi mà những ai mà chúng ta mới bắt đầu cái sự nghiệp stream thôi, thì các bạn cũng đã có đủ tiền để mà các bạn có thể tậu cái chiếc webcam này. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ cho chúng ta một chất lượng hình ảnh là Full HD 30fps hoặc là 720x600fps. Thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể là tăng được cái chất lượng hình ảnh khi mà chúng ta đang stream. Ngoài ra thì cái chế độ auto của chiếc Logitech C922 này cũng khá là tốt. Nó sẽ cân chỉnh được màu sắc cũng như là ánh sáng trong cái môi trường mà các bạn đang stream. Với những cái môi trường mà ánh sáng yếu thì nó sẽ đẩy ánh sáng lên, hay là nếu mà có quá nhiều ánh đèn thì nó sẽ giảm sáng xuống, và nó sẽ tự động có thể giúp cho các bạn có những cái hình ảnh tốt nhất trong quá trình mà chúng ta stream và các bạn không cần phải động vào nữa. Bên cạnh đó thì đối với chiếc Logitech C922 này có một điểm nữa mà có thể rằng các bạn sẽ không lưu tâm khi mà các bạn mới vừa bắt đầu stream, nhưng mà đối với những ai thường các bạn sẽ lưu lại cái quá trình stream của chúng ta để các bạn có thể đăng lên YouTube, và các bạn sẽ rất là chú ý trong cái điểm này khi mà chúng ta edit những cái video đó. Đó chính là cái công nghệ mã hóa video, và mình muốn nói đến đây là H.264. Đây là một cái chuẩn mã hóa video mà rất là phổ biến trong thời gian hiện tại, và nhờ vào cái việc mà nó có một cái công nghệ mã hóa video phổ biến như vậy mà các bạn hoàn toàn có thể dựng nó trên rất nhiều những cái ứng dụng như là Premiere nè, như là DaVinci nè, hay là các bạn cũng có thể edit trên Final Cut Pro hoặc là Camtasia này nọ chẳng hạn. Đây là một điểm mình đánh giá rất tốt, bởi vì nó sẽ giúp cho các bạn có một cái video với dung lượng thấp nhưng mà vẫn đảm bảo được chất lượng hình ảnh cũng như là ít tốn băng thông nhiều. Ngoài ra thì bên cạnh chiếc webcam đến từ nhà Logitech này thì mình cũng muốn giới thiệu với các bạn một chiếc webcam đến từ nhà Avermedia. Có thể là các bạn sẽ ít biết về cái hãng sản xuất này. Tuy nhiên thì Avermedia là một hãng sản xuất trước đây họ đánh mạnh vào cái phân khúc, đó chính là những cái thiết bị dành cho hội họp này nọ. Tuy nhiên thì trong những cái thời gian trở lại đây thì họ bắt đầu lấn sân vang sang những cái thiết bị liên quan tới stream. Và cái chiếc webcam mà mình muốn nói đến đó chính là Avermedia Livestreamer Cam 313, hay chúng ta thường gọi tắt là Avermedia BW313 đó. Và tại lý do tại sao mà mình lại muốn giới thiệu với các bạn về cái chiếc webcam này thì đầu tiên đó chính là cái mức giá của nó. Chỉ với khoảng 2 triệu mà thôi là các bạn đã có thể có khả năng sở hữu được chiếc webcam Avermedia BW313 này rồi. Và thứ hai đó chính là nó có thể quay cho chúng ta ở chất lượng là Full HD 1080p với 30fps. Đây là một điểm rất là tốt phải không? Tiếp theo đó thì chúng ta còn có rất nhiều những cái tính năng khác đi kèm, như là tính năng bảo mật. Lý do tại sao chúng ta lại có tính năng này thì như các bạn cũng biết, thì trong thời gian gần đây thì các hacker đang rất là ráo riết hack các thiết bị webcam, cho nên mà chúng ta có một cái màn trập để vừa có thể bảo vệ được ống kính, vừa có thể bảo vệ được những thông tin cá nhân khỏi các hacker, là một điểm mình nghĩ rằng rất là tốt đến từ nhà Avermedia. Tiếp đó thì chúng ta còn có tích hợp sẵn hai cái mic theo kiểu dạng mono ở trên chiếc webcam này, để các bạn có thể là thu âm theo kiểu chữa cháy, giúp cho chúng ta có thể là làm việc tốt hơn. Bên cạnh đó thì phải nói đây là một trong những chiếc webcam theo đúng nghĩa là plug and play, tức nghĩa là các bạn chỉ cần cắm vào và sử dụng mà thôi. Cái khả năng gắn của nó, cái chân gắn của nó khá là dễ để chúng ta có thể gắn vào. Ngoài ra thì việc mà cái khớp xoay ở trên cái chiếc webcam này cũng rất là dễ dàng để mà các bạn có thể xoay qua các hướng, giúp chúng ta điều chỉnh được cái hướng của cái webcam. Ok, và đó là kết thúc những cái phần như là streambox nè, card streaming nè, hay là chúng ta có cũng như là cái phần camera. Và bên cạnh những phần đó thì tất nhiên các bạn cũng phải nhớ đến một phần, đó chính là việc thu âm. Việc thu âm cũng là một trong những việc mà rất quan trọng, bởi vì các bạn có thể stream mà không có hình ảnh quay bản thân mình, nhưng mà các bạn bắt buộc phải có một chiếc micro.
Và micro là một trong những thứ mình nghĩ rằng rất là quan trọng. Và tiếp đến thì mình muốn giới thiệu cho các bạn hai chiếc mic đến từ hai nhà sản xuất mà đối với những anh em nào chúng ta chơi game, chúng ta thích những cái thiết bị gaming gear thì các bạn sẽ rất là biết đến, đó chính là nhà Razer và HyperX. Đến với HyperX trước đi thì chiếc micro mà mình muốn nói đến của nhà HyperX đó chính là chiếc HyperX Wildcat. Tại sao mình lại muốn giới thiệu với các bạn về chiếc micro này? Bởi vì nó có một cái thiết kế rất là đẹp. Nếu mà các bạn lỡ mà có setup á, mà gắn cái micro gần bản thân mình mà camera nó có thể lưu lại được thì các bạn cũng không cần phải quá lo lắng với cái sự là cái micro nó vào khung hình, bởi vì thiết kế của nó với một cái tông màu chủ đạo là đen đỏ rất là hầm hố và nó mang cho mình một cái dáng vóc của một game thủ rất là mạnh luôn. Và các bạn có thể thấy rằng chiếc micro chúng ta còn sẽ có thêm một cái mình gọi là một cái khung chống để các bạn có thể giảm được những cái rung lắc như thế này nè. Đó, đó. Thì tại sao mà nó lại cần một cái khung để các bạn có thể là chống rung lắc như vậy? Thì trong quá trình mà các bạn đang stream á, đang chơi game hăng say, các bạn đang combat đi thì như các bạn cũng biết thì các game thủ chúng ta thường hay có những cái hành động khi mà các bạn đang chơi game, ví dụ như các bạn bấm phím rất là mạnh hay các bạn quẹt chuột rất là nhiều thì trong quá trình đó thì các bạn của chúng ta nó sẽ rung lắc như thế này. Và với một cái giá chống đỡ như vậy thì nó sẽ giúp cho cái micro chúng ta, thứ nhất là nó sẽ vững hơn, cái thứ hai là nó sẽ giảm được những cái tiếng ồn đến từ những cái ví dụ như là rung lắc như vậy. Này, đây là một điểm mà mình đánh giá rất cao đến từ chiếc Wildcat đến của HyperX. Tiếp theo thì mình muốn nói đến đó chính là chiếc HyperX này là một trong những chiếc micro mà mình nghĩ rằng có cho chất lượng âm thanh cực kỳ tốt. Nó sẽ giúp chúng ta có thể là giảm được những tiếng ồn những xung quanh. Và ngoài ra thì nếu mà đã nói đến việc là các bạn giảm tiếng ồn thì các bạn cũng phải biết đây là một chiếc micro định hướng. Tuy nhiên thì nó sẽ có rất là nhiều những cái dạng gọi là loại cực á, cũng như là kiểu mà nó thu âm. Ví dụ như một chiếc micro nó sẽ thu âm thẳng như thế này, hoặc là một chiếc micro nó sẽ thu âm ở hai bên hoặc là nhiều bên và sau đó nó sẽ ngắt ở trước mặt chúng ta. Thì với những cái micro như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là các bạn thực hiện những cái video với nhiều người cùng một lúc hoặc là với bản thân và nó sẽ chống được những cái tiếng ồn xung quanh. Ví dụ như mình đang ngồi quay video một mình đây, hoặc là nếu mà mình có thêm một người nữa hoặc hai người nữa hoặc ba người nữa ngồi xung quanh thì các bạn vẫn có thể là bật chiếc micro này theo, ví dụ như chúng ta sẽ có là lập thể nè, đa chiều nè, cardioid nè, hoặc là hai chiều. Với những cái lựa chọn như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể thu âm một lúc nhiều người mà không sợ chất lượng âm thanh bị giảm xuống. Ngoài ra thì mình cũng muốn nói thêm một vài những tính năng khác ở trên chiếc micro này, như là cảm biến chạm để tắt tiếng. Nếu mà các bạn có một ai đó gọi các bạn muốn nghe điện thoại, hay các bạn lỡ như mà trong quá trình mà chúng ta đang stream có một tiếng ồn nào đó quá lớn thì các bạn hoàn toàn có thể chạm vào cái micro này để mà các bạn có thể tắt tiếng ngay lúc đó. Hoặc là đèn báo trạng thái LED khi mà các bạn đang thu âm, hoặc là các bạn có thể là tùy chỉnh khuếch đại âm thanh một cách tốt nhất bằng việc là nó ở phía dưới đấy nó sẽ có một cái núm để điều khiển cái việc này, giúp cho các bạn có thể là tối ưu nhất trong cái việc là chỉnh âm thanh. Đến với nhà Razer thì tất nhiên Razer là một trong những hãng mà họ đã làm gaming gear rất là lâu rồi, và thật sự những cái gaming gear của họ đã hoàn toàn có một chỗ đứng nhất định trong lòng của các game thủ. Bản thân mình cũng rất là thích những cái thiết bị gaming đến từ nhà Razer, và micro mà mình muốn nói ở đây đến từ nhà Razer đó chính là chiếc Siren X cũng như là chiếc Siren Emote 2019. Thì cả hai thiết bị này sẽ giúp cho chúng ta có những cái chất lượng âm thanh tốt nhất, và mình đánh giá rất là cao cái thiết kế của chiếc micro Razer Siren X. Bởi vì sao? Bởi vì nó có một cái tông màu đen rất là hầm hố và nó thanh mảnh. Và thật sự thì cái kiểu thiết kế như thế này nó hoàn toàn rất là phù hợp cho những ai mà chúng ta muốn có một cái góc gaming, góc stream nó sạch sẽ một tí. Và ngoài ra thì những thứ mà nó mang lại như là chất lượng âm thanh nè, như là cái nút bấm để tăng giảm âm lượng, hay là những cái như là tắt giảm này nọ, thì nó cũng khá giống đối với là chiếc micro đến từ nhà HyperX, và chất lượng âm thanh của nó cũng không hề tệ một tí nào. Và ngoài ra thì đối với chiếc Siren X thì chúng ta sẽ có một cái mức giá khá là dễ chịu, đó là vào tầm khoảng là hơn 2 triệu tư một tí, 2 triệu tư 89 ngàn đồng.
Hoặc là chiếc Siren E-Mode năm 2019 thì nó sẽ có giá cao hơn một tí, là vào khoảng là hơn 3 triệu chín một chút. Đó, đó là những cái thiết bị mà mình muốn nói đến trong cái video ngày hôm nay. Và các bạn thấy như thế nào? Và các bạn trong tương lai có định sẽ trở thành một streamer hay không? Nếu mà các bạn có nhu cầu muốn mua các sản phẩm stream hay bất cứ sản phẩm liên quan đến máy tính nào thì các bạn có thể truy cập vào website AB Shop. Mình sẽ để link mô tả ở phần phía dưới của video thì các bạn có thể vào đây để chúng ta tham khảo thêm những thông tin. Không biết là trong những ai mà chúng ta đang xem ở đây có ai mai mốt nó sẽ trở thành một streamer nổi tiếng hay không? Có gì thì cho mình xin dấu răng hoặc là chữ ký trước nha. Ok, mình là Hiếu Trung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Chúc các bạn thành công.